Galaxy Z Flip 3. Trời ơi, cùng mình đập hộp chiếc máy này nhá. Xinh quá, xinh quá. Thật ra các bạn ơi, mình đã đập hộp và trải nghiệm Galaxy Z Flip 3 được khoảng tầm 1 tuần rồi. Đó, và khi mình có đăng video này lên trên kênh fanpage của Di động Thông minh ấy, thì mình thấy có rất rất nhiều ý kiến trái chiều. Một bên thì cho rằng thiết kế màn hình gập, đó, dùng không bền, không thoải mái. Còn một bên thì lại khen thiết kế gập, độc đáo và sử dụng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Ok, là một người đã sử dụng Galaxy Z Flip 3 được khoảng 1 tuần rồi và hiểu khá rõ về điểm mạnh và điểm yếu của em Galaxy Z Flip này, thì mình muốn làm video đánh giá chi tiết để những bạn mà đang có ngân sách khoảng tầm 24 triệu cân nhắc cho kỹ xem có nên bỏ ra số tiền đó để lựa chọn Galaxy Z Flip 3 sử dụng lâu dài không nhá. Bắt đầu thôi nào. Và điểm nhấn chính trên Galaxy Z Flip 3 năm nay đó chính là phần thiết kế gập độc đáo như thế này mọi người ạ. Còn nhắc đến độ bền ý, nếu như các bạn thắc mắc thì Samsung cũng công bố rằng màn hình của Galaxy Z Flip 3 bền gấp 80 lần so với màn hình của Galaxy Z thế hệ đời đầu. Đó, và nó có thể chịu được lần gập như thế này là 200.000 lần. Bây giờ mình tính thử cho các bạn nhé. Mỗi ngày các bạn chỉ ngồi gập ra gập vào 100 lần thôi là các bạn có thể sử dụng trong vòng 6 năm. Còn nếu như các bạn gập 200 lần là các bạn có thể sử dụng trong khoảng 1.000 ngày, tức là 3 năm. Đó, và mình nghĩ là chu kỳ dùng một chiếc điện thoại cũng khoảng tầm từ 2 đến 3 năm thôi, cũng không quá lâu đúng không mọi người? Đó, mọi người nghĩ sao về độ bền của Galaxy Z Flip 3? Có thể comment bên dưới chia sẻ với mình nhé. Và mình nghĩ là chính vì thiết kế màn hình gập như thế này thì Samsung càng phải tập trung hoàn thiện nâng cấp rất rất nhiều ở thiết kế để người dùng có những giây phút trải nghiệm thoải mái hơn và thú vị hơn. Trải nghiệm ở màn hình gập sẽ có cảm giác như thế nào? Ok, có lẽ đây sẽ là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Thì mình cũng chia sẻ thật là với màn hình Dynamic AMOLED 2X và có kích thước là 6,7x theo tỷ lệ khung hình là 22:9 thì thực sự nó sáng hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Năm nay thì Samsung cung cấp một màn hình chất lượng hơn với tần số quét là 120Hz để chúng ta có cảm giác trải nghiệm chân thực và hoàn hảo hơn so với màn hình 60Hz thế hệ đời đầu nhé. Màn hình phụ của Galaxy Z Flip 3 thì cũng đã nâng cấp hơn về kích thước lên đến 1,9 inch để người dùng chúng ta có thể thực hiện một vài ứng dụng tắt mà không cần phải mở màn hình bên trong. Các bạn biết không, khi sở hữu Galaxy Z Flip 3 trên tay, ngoài việc trải nghiệm thiết kế của nó thì mình test luôn camera xem là một chiếc flagship khoảng tầm 25 triệu nó có khả năng chụp ảnh và quay video như thế nào. Thì dưới đây mình cũng đã chụp nhanh một vài bức để các bạn tham khảo nhé. Ở điều kiện ánh sáng ngoài trời thì Galaxy Z Flip 3 cho ra những bức ảnh rất chất lượng. Đó, các bạn nhìn này, màu sắc tươi sáng, sinh động. Và mình nghĩ những bức ảnh này thì các bạn có thể up trực tiếp lên mạng xã hội mà không cần phải chỉnh sửa qua app thứ ba làm gì cho mất thời gian. Với camera góc rộng 12 megapixel thì Galaxy Z Flip 3 mang lại bức ảnh với nhiều chi tiết và mình thấy là độ sắc nét khá cao, không hề có hiện tượng bị nhiễu hạt và màu sắc thì được đẩy lên khá là bắt mắt nhưng mà cũng rất là tinh tế đấy. Đương nhiên rồi, mình sẽ không thể bỏ qua những bức ảnh selfie của mình. Và ở điều kiện ánh sáng trong nhà thì mình thấy là công nghệ AI đã tinh chỉnh da mình mịn màng, trắng hơn nhưng vẫn giữ lại được chi tiết tốt. Có một điểm thiếu sót trên Galaxy Z Flip 3 mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn lưu ý nhé. Đó chính là năm nay em này không được trang bị tính năng Samsung Dex mọi người ạ. Đó, mình nghĩ đây sẽ là một điểm thiếu sót khá là lớn đối với những bạn mà đang dùng quen hệ sinh thái của Samsung ấy. Mình cũng đọc được comment của rất nhiều bạn phàn nàn về dung lượng pin trên em Galaxy Z Flip 3 này với dung lượng pin là 3.300 mAh, không hề cải tiến gì so với thế hệ cũ. Trong khi màn hình của em này lại được nâng cấp lên 120Hz thì sẽ ngốn pin rất là nhiều. Có lẽ Samsung để nguyên như vậy chính là muốn hạn chế về trọng lượng trên Galaxy Z Flip 3. Ai cũng muốn sử dụng một chiếc điện thoại gọn nhẹ đúng không nào? Tuy nhiên, qua những trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng là thời lượng sử dụng pin trên chiếc máy này cũng không quá tệ đâu mọi người ạ. Nếu như em Galaxy S21 có thể lướt web lên đến 11 giờ, iPhone 12 mini có thể lướt web 12 giờ, thì Z Flip 3 cũng có thời lượng sử dụng lên đến 10 giờ, xem video 12 giờ và có thể nghe gọi bằng mạng 3G trong vòng 18 tiếng. Ngoài ra, bên cạnh đó, em này còn có khả năng sạc nhanh 25W, có thể sạc đầy viên pin 3.300 mAh trong vòng 90 phút. Đó, vậy nên các bạn cũng không cần phải băn khoăn hay lo lắng quá về dung lượng pin đâu mọi người nhé. Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi những ai nên mua Galaxy Z Flip 3, thì theo cá nhân mình nhá, mình thấy rằng chiếc máy này khá là hoàn hảo. Từ màn hình 120Hz mượt mà này, Dynamic AMOLED 2X này, xịn sò này, chip Snapdragon 888 mạnh mẽ kèm với một hệ thống camera chất lượng và thiết kế độc đáo như thế này, thì mình nghĩ là Galaxy Z Flip 3 phù hợp với mọi đối tượng người dùng hiện nay, đặc biệt là những bạn thanh niên trẻ như mình thích thiết kế mới mẻ này, thích nổi bật giữa đám đông khi tôi dùng Galaxy Z Flip 3.
Đó, mình rất muốn nghe ý kiến của các bạn như thế nào. Nếu như các bạn có 25 triệu ấy thì các bạn có lựa chọn chiếc smartphone mà Chi đang cầm trên tay ở đây không? Thì hãy để lại comment bên dưới chia sẻ với mình nhé. Và đừng quên rằng hiện tại hệ thống của Di Động Thông Minh đang có chương trình đặt hàng ngày hôm nay với bộ quà tặng lên đến 5 triệu đồng. Và nếu như các bạn không lấy quà thì được giảm 2,5 triệu đấy. Ở mức giá cuối cùng em này còn khoảng tầm 22 triệu 490 ngàn đồng thôi mọi người ạ. Ở link chương trình thì mình để phía dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào để tham khảo ngay nha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình nhé. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của DiReview để ủng hộ chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.